Rồi, xin chào tất cả anh em đam mê beta hoang dã ha. Thì clip này mình lên để ưu ái đặc biệt cho các em học sinh, sinh viên và đặc biệt là quý thầy cô giáo. Thì trong tháng 11 này có một cái ngày đặc biệt của quý thầy cô, đó là ngày 20 tháng 11. Thì nhằm tri ân cho khách hàng là thầy cô giáo cũng như là các bạn sinh viên, học sinh ha. Và một số em học sinh có cái niềm đam mê với cá beta hoang dã Thái Lan nhưng mà cái điều kiện kinh tế còn hạn chế đó. Thì hôm nay mình lên cái clip này để dành ưu ái đặc biệt cho các bạn ha. Rồi thì bình thường cái loại cá mà mình đang quay nè anh em. Đó. Đây là cái loại Imbellis long tail ha. Là mang xanh đuôi dài đó. Thì cái cá này là cá nhập Thái về ép ra ha. Đó. Thì cá này form sẵn hết trơn, hàng này là 4 tháng rưỡi rồi anh em. Rồi trong bầy thì nó sẽ có con kỳ son và có con không kỳ son. Thì cái đợt này mình ưu đãi cho anh em cái hàng này, thì hàng này đa số là đều có kỳ son anh em ha. Và cái kỳ son thì nó không có nhiều, nó chỉ có một hai vọt nhỏ trên cái vây lưng đó, to giống như cá trống. Mặc dù là nó cũng đồng cỡ, đồng tháng đó, nó cũng có nhiều bầy nhưng mà bầy nào thì cá máy nó cũng bé hết. Cho nên anh em có đặt hàng á, khi nhận hàng thì thấy cá máy nó hơi nhỏ thì cũng thông cảm nha. Thì anh em nuôi thúc khoảng từng nửa tháng, 10 ngày nửa tháng là anh em ép được. Nói chung nó không có to lắm. Thì giá ưu đãi là 200k ha. Ở đây thì mình ưu đãi đặc biệt mình bán cặp chống máy cho anh em để anh em có thể ép được. Còn một số anh em á, là cái dòng đuôi dài này là anh em không có ra cá máy luôn. Thì đó là trước đây thôi, chứ bây giờ thì chắc cũng không đến nổi. Tại trước đây cái dòng đuôi dài này nó hiếm lắm, cho nên anh em là không có ra máy luôn, hoặc là ép không có máy luôn. Anh em để ý kỹ ha, cái màu mình quay nó hơi nhạt hơn so với thực tế, do cá hoang dã mình bắt ra nó hơi nhát, nó hơi xuống màu một tí. Thì đa số đều có cái kỳ son hết nha, kỳ son trên cái vây lưng nó khoảng 2 vệt đỏ đó. Còn em thích hàng đặc biệt á, đặc biệt mà hàng tuyển siêu đẹp ha, thì cái giá nó hơi ưu tiên hơn tí ha. Thì cá đẹp thì cũng không có nhiều lắm nè, đa số thì nó hàng chung chung như thế này ha. Rồi thì đó là cái ưu đãi của mình trong tháng 11 dành cho thầy cô giáo và các bạn học sinh sinh viên ha. Rồi anh em có nhu cầu thì liên hệ mình qua số điện thoại trên màn hình đó, số này có Zalo ha, anh em cứ nhắn qua đi rồi mình sẽ trả lời rồi mình quay cá cho anh em xem. Anh em coi cá ha, cá này ok nha. Rồi anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình ha. Rồi xin cảm ơn anh em.